Bạn nào đang có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe số tự động nhỏ bé xinh xinh thì cùng mình đi hết video này. Và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chợ Ô Tô số 1 Hùng Mỹ Linh. Hôm nay bên mình lại về một siêu phẩm Dematic đời chót năm 2009. Và cái bản này nó là bản Super đây các bạn này. Đấy, các bạn ngắm nhìn phần vẻ đẹp bên ngoài của em nó, một cái mẫu xe nhỏ bé, một cái mẫu xe phố xăng dầu ăn rất hợp lý các bạn nhé. Em này là đời chót năm 2009. Và cái bản Matic Sup thì nó có nhiều cái đặc biệt. Và ví dụ như đây các bạn để ý này, nhỏ bé nhưng điều hòa là điều hòa tự động các bạn nhé. Và lại có hai túi khí này. Túi khí này là dành cho vợ của bác Tài. Và túi khí của bác Tài nằm ở bên dưới cái phím còi bô lăng kia, tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Em này thì nội thất miễn bàn các bạn nhé. 2009 tư nhân một chủ từ đầu. Mà một chiếc xe nhỏ bé như thế này mà 4 phanh ABS các bạn này. Nó có cục phanh ABS các bạn nhé, tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Lâu lắm rồi mới kiếm được một em với một khuôn tiền giá là chỉ có hơn 100 triệu thôi, là các bạn đã có ngay một cái mẫu xe hatchback nhỏ gọn tiết kiệm xăng. Và cái bản Super này nó là cái bản gọi là kịch nhất chót nhất đấy các bạn này. Và 2009 là đời chót thì nó có cốp bấm đấy các bạn này. Đấy, khi mình mở ra nó rất tiện dụng các bạn nhé. Và 2008 thì không có. Đấy, anh em quan tâm cứ để lại phần bình luận bên dưới. Và cũng xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn, chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá nhô 1.3 các bạn nhé. Cho một siêu phẩm Dematic Super sản xuất năm 2009. Và một chiếc xe đẹp hay không các bạn đấy, từ những cái đường mí mạch ba rà sốc này, cũng cái bộ mâm này chưa có một giọt sơn lạ nào các bạn nhé. Và một chiếc xe khi các bạn hay dị ứng vào dòng Matic là hay mục ngọt như đây. Cua lốp của em nó đây không có dấu hiệu gì của mục ngọt các bạn nhé. Gầm thì cực sáng luôn. Đấy, khi quay video thì cái tiêu chí của mình là lấy hình ảnh thay cho lời nói quay tất đây các bạn này. Đấy, gầm này không có tên là mục mọt các bạn nhé. Vì cái Daewoo Matiz sản xuất cái bản nhập bao giờ cũng vậy, nó là tôn thép đạt chuẩn rồi, nó không phải như cái bản Matiz Việt Nam. Hôm trước rất nhiều bác hỏi về cái dòng xe nhỏ bé xăng dầu ít thì mình chưa có, và hôm nay mới về đây. Một chiếc xe đẹp xấu thì các bạn cứ cùng mình đi hết video. Và phần đầu tiên các bạn vừa xem, bao giờ cũng vậy, khi quay video mình luôn có một cái tiêu chí lấy hình ảnh để thay cho lời nói và đi vòng quanh một lượt đủ 360 độ để các bạn ngắm nhìn cái vẻ đẹp tổng thành bên ngoài. Một chiếc xe nói không với tai nạn, một chiếc xe nói không với đâm va đổ ngã các bạn nhé. Và riêng em này máy cam kết không bị bơi lội. Đấy, đăng kiểm thì dài đến tháng 3 năm 2025. Đấy, cái thành giá lóc rất tiện dụng khi các bạn đi trên những cái cung đường, bạn mua những cái đồ nhẹ, các bạn lấy cái dây các bạn chằng lên, nhất là cái dịp cuối năm và những cái đường gần đấy các bạn này. Nhìn rất phê, một cái form dáng rất đẹp, cho nên tại sao bây giờ rất nhiều bác vẫn lựa chọn đây là một cái phương tiện ngon bổ rẻ. Đấy, lốp này, lốp thì còn trên 80%, mâm chưa có một giọt sơn lạ nào. Đấy, các bạn đấy này, đẹp xấu thì cái hình ảnh nó đã nói lên tất cả rồi. Đấy, quay hết cả gầm đấy các bác này. Và kết thúc phần ngoại thất để mời các bạn đi đến phần keo chỉ. Và từ cái gương này nó còn nguyên. Cái bản này nó là bản kịch, bản Super, không phải lúc nào cũng kiếm được các bạn nhé. Hôm trước rất nhiều bác câu hỏi về cái dòng này, không có, thì hôm nay mới về đây. Và một chiếc xe jean thì không các bạn, đi từ cái họng khóa này nó còn trắng toát các bạn này, những cái đường chỉ giữa trục đứng này và trục ngang này các bạn này, chưa có một dấu hiệu gì, chỉ jean hết các bạn nhé. Và cái nội thất của cái dòng Matiz nhập đây các bác này. Đấy, bao năm trời mà em nó vẫn dày, vẫn dẻo, vẫn dai. Một mẫu xe VF3 thu nhỏ đấy các bác này. Đấy, hai túi khí, đồ nhựa táp lô tươi mới, táp ly cũng vậy đấy các bạn này. Và một cái bô lăng đây các bạn này, bô lăng là bô lăng khâu của từ bên Hàn các bạn nhé. Đấy, hai túi khí này, điều hòa auto. Nội thất em này đẹp xuất sắc các bạn này. Nội thất zin nguyên bản theo xe. Và ốc bản đề đây các bạn để ý này, chỉ có Matiz nhập nó mới có những cái con ốc và cái nước sơn nó chai nì, bao năm trời mà em nó vẫn còn nguyên như thế này. Đấy, giờ có tiền cũng không thể mua được một cái bộ áo ghế của theo xe như em này. Bên mình thì bán những cái mặt hàng chiến lược, những cái hàng xe cỏ rất nhiều. Đấy, cánh sau đây các bạn này, không mất phân keo chỉ nào, không khoan đục các bạn nhé. Tư nhân một chủ từ đầu. Một chiếc xe một chủ bao giờ nó cũng khác biệt đây các bạn này, đúng đời đúng biển. 30U8891 biển rất đẹp. Biển này không nằm trong diện địa danh, các bạn để nguyên cái biển này đi các bạn nhé. Và cái bản full nó có cảm biến lùi theo xe đây các bạn này. Đấy, chủ nhân không đòi lại cái biển này đâu, biển này nó không nằm trong diện định danh, các bạn để đi. Bốn cái họng khóa nó còn sáng trắng chỉ này.
nhỏ bé xinh xinh, rất hợp với các bạn mới học lái xe ra, cần một cái mẫu xe số AT nhỏ bé. Cái giá bên mình đang đề xuất là 133 triệu các bạn nhé. 133 triệu cho một siêu phẩm DU tiếp bản Super. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại mình để ở phần giới thiệu. Máy 0,8 các bạn nhé, xe nhập. Và cột sau máng nước các bạn đấy này, chưa có một giọt sơn lạ nào. Mua để đi thay xe SH các bạn nhé. Đấy các bạn đấy này. Bác nào hợp màu hợp mệnh, yêu thích cái mẫu xe nhập nhỏ bé thì đến cửa hàng bên mình, mặt đường quốc lộ 2 thành phố Phú Yên tỉnh Vĩnh Phúc, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam 2 cây số. Sát chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc khoảng 200 m. Đấy. Và đây, cái họng khóa đây. Nó còn trắng toát đây các bạn này, và từ cái giá này nó còn nguyên. 2009 các bạn nhé. 2009 các bạn này. Đấy. Kích lốp đầy đủ. 2009 nhá. Đây em gái là đang là một công chức đang xem đây. Đợi anh tí một tí thôi. Anh quay lốp xong cho khách xem luôn. Đấy. Lốp còn trên 80% keo chỉ thì nó là zin tuyệt đối các bạn này. Đấy các bạn đấy này, keo chỉ này. Không mất một phân keo chỉ nào, nội thất rất tươi các bạn này. Cái dòng này đi nó sướng các bạn nhé. Xăng dầu ăn hợp lý, phụ tùng lành bền dễ thay. Đấy, các bạn đấy lại phần nội thất của em nó thêm một lần nữa này. Trần trắng toát các bạn nhé. Ốc bản lề này. Và cái đồ nhựa của xe nhập Hàn. Những cái dòng này bây giờ người ta gần như nó tuyệt chủng rồi. Tất cả các bạn cùng trang lứa là bây giờ đã di chuyển lên những cái vùng miền, đi khắp mọi miền Tổ quốc rồi. Em này vẫn ở tại thủ đô Hà Nội từ đầu đấy các bạn này. Tư nhân một chủ từ đầu. Đấy các bạn đấy này. Ốc nhái bản lề đây. Tem mác nó còn nguyên các bạn này. Đấy. Ghế này căng đét các bạn nhé. Nội thất miễn bàn luôn. 2009. Và một chiếc xe chạy nhiều chứ ít các bạn đấy từ cái phím còi này. Đấy cái bô lăng này. Đấy các bạn đấy này. Mà tiếp nhỏ bé mà điều hòa là điều hòa auto các bạn nhé. Và để kết thúc phần thân vỏ keo chỉ, để mời các bạn đi đến phần cuối cùng, để chúng ta kiểm tra xem cái phần trái tim của em nó có đạt cái tiêu chí như các bạn mong chờ từ chất lượng cũng như giá thành hay không. Đấy. Cửa đóng rất êm các bạn ạ. Nói chung chiếc xe này nó hàng tuyển, các bạn mua về sẵn đi thôi. Đấy, đèn đóm này các bạn này. Đèn đầy đủ không thiếu gì. Tư nhân một chủ từ đầu. 2009 là đời chót của cái form này các bạn nhé. Đấy. Và các bạn để ý này. Đeo cabo này. Đấy. Keo chỉ này. Đấy các bạn để ý này. Đấy. Máng nước còn chưa một giọt sơn lạ, là ốc lắp cabo còn chưa ra. Đấy các bạn để ý này. Đẹp xấu thì cái hình ảnh nó đã nói lên tất cả. Không cần phải quảng cáo nhiều. Máy lổ im thín thít. Đặt bát nước không sóng sánh các bạn này. Đấy. Và một chiếc xe chất lượng khâu các bạn để từ cái răng đầu đây. Đấy đèn này. Đèn thì mình thay rồi. Đấy các bạn nghe tiếng động cơ xem có chất không. Quá chất các bạn nhá. Đây, một cái minh chứng thay cho lời nói. Một chiếc xe bé bé nhỏ mà lại có cục phanh ABS đây các bạn này. Đi nó an toàn. Tem mác nó còn nguyên. Và để kết thúc video xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bạn nào yêu thích mẫu xe nhỏ bé xinh xinh, một cái mẫu xe xăng ăn như người với một khuôn tiền giá nhô 1.3 thì liên hệ trực tiếp cho mình. Bên mình còn rất nhiều những cái mẫu xe to bé lớn nhỏ. Bác nào quan tâm bất cứ mẫu xe nào cứ vào kênh của mình xem full video. Và đây địa chỉ hàng bên mình đây, mặt đường quốc lộ 2 thành phố Phú Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Hướng đi thẳng lên thành phố Vĩnh Yên và quay lại là cổng nhà máy Toyota và Honda Việt Nam. Cửa hàng mình cách nhà máy Toyota Honda Việt Nam chỉ có 2 cây số. Lại vừa về em một chủ từ đầu đấy các bạn này. Đấy, Atit 2007. Một chiếc xe chưa đến 2 đồng, các bạn có ngay một cái mẫu xe sedan đầm chắc tư nhân một chủ từ đầu.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những lần phát sóng tiếp theo.